Sáng sớm cầm cái gì thà cái hộp bánh ông lan giống như đi xin ăn vậy. Xin ăn ở đâu? Ờ, ừ. Chừng kiến cắn mỏ ăn đó. Còn nu ngã ngớn. Nhìn đó mắc cười quá. Kiếm ăn à, xin đồ ăn à. Hello. Nhằm thúc đẩy du lịch và thuận lợi cho người dân Việt Nam, hôm nay Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Munich, Đức với chuyến bay mang thương hiệu. Thấy nhìn mắc cười quá. Cưng. Tháng 10 vừa qua, Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng đầu tiên giữa Nội Bài và thủ phủ bang Bayern Munich của Đức. Buổi sáng nước lớn quá trời cả nhà. Sáng xuống cho mấy con cá ăn. Nước lớn vậy nè, nó sạch sẽ cái đường nước. Tại vì cái sông nhà mình hồi xưa nó bự lắm, giết từ từ rồi nó bị phù sa lấp rồi nó cạn bớt. Miếng cá nó hơi nhét cái nhà. Cá điêu hồng, cá chép coi, cá gô. Bên đây là nuôi cá rô không à, không có mấy cái loại khác. Còn bên kia thì do mình nuôi điêu hồng với cá chép trước á, cái bỏ thêm cá rô nó tới ba loại, còn bên đây chỉ có một loại cá rô à. À, ngâm cái chuối xong rồi đó cả nhà, giờ mình vô phúc tím ngâm sát khuẩn lại cá rồi mới thả cá được. Phúc tím dạng bột có rẻ ghê, có 5.000 bịch. Cái hồ cái hồ này ngâm khoảng chừng 3 bịch 4 bịch, 15-20 ngàn là đủ. Này giờ nấu món gì đây? Chào cả nhà, bữa nay nấu cá của chị Hai cho cái gì, cá lù đù nấu ngót với cá này, cá gì chồng? Cá bóng cát. Cá bóng cát chiên. Cháo cát bây giờ mua rồi vậy? Của chị Hai cho luôn á chồng. Ủa sao vô cái bọc nhìn giống như người ta bán vậy? Tại có cái hộp á, rồi để vậy nè, đang để ngang đá. À. Cá này cá lù đù quá nha, này là cá bóng cát, cát biển. Để chị Hai có đi chơi với Hai chị ta. Giờ phan thêm mấy con ốc để máng nồi, máng chảo rồi thêm đó nha. Khoan cái này để dành máng nồi với chảo. Cái này đó. Ba ba mình gọng ở dưới dèo với mương cả nhà. Trời mưa nước lớn nó bò ra, nó ra bên nó mương lạng mà đang sướng nó đặt 12 cứ ngục. Hổm gà vô 4-5 con rồi đó. Qua trắng ba bổ nữa ra trơn rồi đó. Dạ. Lấy cái xô bê chút vô. Dạ. Cá với mương á, nước lớn hoặc là trời mưa đó là nó lóc lên trên. Trên đây cái nó qua bên cái mương lạng bên đây. Sao? Cái lóc đồng mà. Sao? Ồ lóc đồng à. Qua lóc con mà ba hộp lù à. Dạ. Rồi cũng mập. Gì vậy, cắn thấy nó xuống mương lại, thấy xuống dưới cái dèo lại.
nó bự rồi, thấy vậy chứ không sao chứ nha. Nó có cái mai đỡ lại. Ủa giờ nấu canh gì vậy? Nấu canh gì? Ngót á trời. À canh ngót. Canh ngót. Cô mấy con nó gì? Bù hông. Đâu nhóc hết chưa? Này mình ăn có con buổi rồi, cho nên là chế nước ít. Cái con cát này muối xả chiên ngon lắm cả nhà. Thường chiên nó sẽ bị dễ bị văng. Cái này chiên đỡ bả thịt nha, thịt ba gọi rồi chiên nó văng dữ lắm. Lúc bà xuống chơi, lúc gà cũng ốm quá trời. 80 mấy tuổi à? Hình như là 82, bắt 2 thì 84. Này là nấu mặn cả nhà. Cá chiên nó văng dầu mỡ ra ngoài quá. Cơm thôi cả nhà ơi, đơn giản à. Canh mặn, cá chiên. Đơn giản thế thôi. Mời cả nhà ăn cơm. Vì hai con cá làm được hai món luôn. Cá biển ngon. Mày thích ăn cá lù đù này đó. Cá lù đù này chiên cũng ngon, mà nấu mặn ăn cũng ngon. Còn cá bóng này kho hoặc là chiên ngon nhất nhất luôn. Hôm nay hai vợ chồng ăn cả nhà. Bé Linh đi học chứ có về. Bé Linh đi học gì vậy? Tại ăn xong tranh thủ cho anh Đạt còn sửa xe nữa. Đại bé Linh về thì trễ quá. Mấy ngày bị mấy xe nó giết quá trời. Hai ba chiếc rẽ máy làm máy. Như ở dưới quê mình đó. Có cái giờ ăn cơm lạ lắm. Giống như sáng là không ăn sáng không. Mà tầm khoảng 9-10 giờ là ăn cơm rồi đó. Là kiểu như là vừa ăn sáng vừa ăn trưa luôn á. Cái món này nè, có người kêu là nó ngót, có người kêu là nó mặn. Nó cũng như nhau. Không phải là gọi là kho mặn nữa. Có người gọi là nó canh mặn. Cũng là nó. Đó giờ mình kêu là cá nó ngót không à? Ừ. Không có cái kéo mình xui nữa. Dạ. Mấy dựng nó cửa. Cái đĩa nó cộng nó hoài luôn á. Nào cái sóc nó nuốt. Nhưng mà nó nuốt đâu được. Chọn mấy cái chuối. Cái chuối nãy phải lấy sắt rồi cũng em. Ồ. Chuối măng rồi. Ờ. Ngon không con ơi? Nó dài quá. Cái này nó sẽ có hậu mặn mặn chua chua. Nó làm cái gách bí rồi. Dạ không, cái bí còn. Bí ăn được nữa cả nhà. Hai trái bị chà bá. Để thấy con trái rồi. Cái trái cho nồng vậy đó. Dạ không. Bí lắm. Cái trái nó nằm ở trên nó khó thấy. Cái hồ cá này ngâm khoảng 24 tiếng. Sáng mai xả ra rửa sạch sẽ cái dùng nước con tôm. Dạ.
cũng như là hỏng gấp á, là vô nước phong trơ này để cá cả tầng hoặc 10 nữa cho nó có vi sinh ở đâu đó đàng hoàng nó thả cá này. Mấy cá bữa giờ đổi nhỏ cũng lâu lắm. Cái đường rũ bên đây hình như nó thường thường mà chạy. Mày ngăn cái hồ xong rồi cái bỏ ra, bỏ mấy cái giặt nhựa lọc á. Dạ. Lấy trong đó ra, bỏ vô. Mày xong rồi việc hai phần để dành đó. Xong rồi cái làm gì làm. Hai thùng này làm sẵn rồi, cái chừng cái tài chỉ bỏ giặt nhựa lọc vô đó là tài. Lúc này nước lớn. Vô tháng nước nổi rồi. Nhưng mà chợ cua sáng đi chợ nước nó ngập lên luôn. Đấy, nó ngập cái chèn lại. Ở Đồng Tháp đó, nguyên cái đường đan đó chồng, cái du thuyền đó. Trời ơi, thấy người ta chèn, người ta đi ra ngoài, người ta tắm ngập nước. Người ta đem phao, người ta đem chất ra cà chè vui lắm. Nước tràn bờ đê. Cái cá chiên này nó vàng ươm, ngon chưa? Giòn giật nè. Mà cái thịt cá bóng ngon, chiên cũng ngon, mà kho cũng ngon, con bự bự đem đi nấu canh cũng ngon. Con miếng rau muống giờ bỏ vô. Ừ. Bên thân đen cũng. Sớm giờ gã cái máy này cả nhà. Thao ốc ác rồi luôn, chưa có rửa máy gì trơn á. Xe này tháo ra thay cái dên luôn, lên dên 110, xe này có 100 phân thối à. Mình nâng cấp nó lên 110. Nè, trong cái vỏ này là đồ mình đi gia công ở tiệm tiện á, xong rồi. Đó. Giờ mình ăn uống rồi nghỉ ngơi, cái ngày mai cái mình chùi rửa sạch sẽ rồi cái gáp vô. Còn chiếc Novo này mình mới làm xong luôn, chưa có đi giao được. Chắc ngày mai rửa cho nó sạch sẽ rồi mình mới đi giao. Nô là Novo 2, Novo 1, Novo đời đầu xong mới tới thằng này Novo 2. Xe này cũng cổ lắm rồi. Rồi thôi cũng trễ rồi, mình xin kết thúc video. Chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha.